không vui, không thích. Cho nên chính vì vậy mà khi một hôm ông Mạc Thiên Tích đi tổ chức diệt binh ở xa, thì ở nhà là có xảy ra một biến cố. Biến cố đó là khi mà chánh phu nhân nhốt phù cừ, ái cơ phù cừ ở trong cái chậu úp giữa sân. Khi ông Mạc Thiên Tích đi về rồi, về tới nhà rồi phát hiện có một cái chậu úp giữa sân mà trời đang mưa. Ông mới ra lệnh cho quân sĩ là sao? Dỡ cái chậu lên, trời mưa thì phải dỡ cái chậu ra để hứng nước, để sao úp lại. Ông thấy có một cái điều gì nó hơi lạ, bất thường. Cho nên khi dỡ ra mới phát hiện được nàng ái cơ của mình đang thở thô thớp ở bên trong. Sức cùng lực kiệt, nhưng mà nhờ những danh y giỏi và với tận tụy của ông Mạc Thiên Tích đã chăm sóc, và ái cơ phù cừ đã vượt qua cái cơn nguy kịch. Và kể từ đó sao, nàng ái cơ đã không còn thấy cảm giác nó chán về cái cuộc sống hồng trần này rồi. Sao mà cứ đố kỵ ghen ghét với nhau. Cuối cùng là xin ông Mạc Thiên Tích thôi cho thiếp thoát tục, xây một cái A để tu thân và trở thành cái tâm mình, tu tâm để cho tâm hồn mình nó nhẹ nhàng hơn. Và